Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản. Mọi người đây này, tiếp tục với những cây cần này đấy, để mình dồn qua bên qua cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là một cây cần kinh tên. Hôm nay toàn cần phíp thôi nha mọi người, hôm nay cần phíp thôi đấy, cần kinh tên đấy. Cần này thì khoan rồi mình coi như hư hết khoan nhé. Khoan thì vẫn có cái còn có cái hư, nhưng mà mình coi như hư hết nha mọi người. Khoan đầu bu mình coi như hư hết, mình chỉ tính cho mọi người là phôi cần này với lại bát thôi đấy, phôi với bát thôi. Còn lại khoan thì về mọi người sử dụng được cái gì sử dụng đấy, tận dụng được cái gì thì lái, còn không thì mọi người thay khoan tùy mọi người nhé. Đây đầu của nó đây, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đây là cần dài 2m7, thu vào 1m01, đột là 2,5 ly, cân nặng là 180g, 180g nha mọi người. Đây cái này cái số 1 90.000, số 1 90.000 nha mọi người. Số 2 tiếp tục là một cây cần kinh tên tiếp theo. Đây cũng 2m7 luôn, bát Fuji như cây cần số 1 nha mọi người, Fuji FS6. Khoan đầu bu thì mình vẫn cứ coi như là hư hết, mình chỉ tính mọi người phôi cần với bát thôi. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m, đột là 2,6 ly, cân nặng là 180g, cân nặng là 180g nha mọi người. Cây này cây số 2 90.000, số 2 90.000 nha mọi người. Số 3 tiếp tục một cây cần súp đấy, bát vặn móc kim loại này đấy. Cần này khoan mình cũng coi như hư hết nhé, khoan thì vẫn còn đá còn đồ đây, nhưng mà nó bị hoang dỉ như thế này thì mình cũng coi như hư hết nha mọi người. Mình tính phôi cần với lại bát thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người, 3 lóng. Đây. Rồi. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 87cm, đột là 2 ly, cân nặng là 180g. Nó bị bể mất cái nắp vặn chân cần này, bể mất cái nắp vặn chân cần nhé. Thì mọi người về kiếm cái nắp đại vào thay thế nhé. Cái này lấy cái nắp chai nhựa cũng được, mọi người vặn vào. Đấy. Cái này cây số 3, Số 3 60.000, số 3 60.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần 2m7 tiếp. Đây khoan thì mình cũng coi như là hư hết, mình chỉ tính bát với lại phôi cần thôi. Khoan này còn xài được ok hết nha mọi người, khoan là khoan kim loại luôn nha mọi người, còn xài được ok này, dàn khoan này còn xài được. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng. Đây bát nhựa vặn nhé. Cần này dài 2m7, thu vào là 98cm, đột là 2,3 ly, cân nặng là 20g, à quên, 200g nhé, cân nặng là 200g. Cây này cây số 4, số 4 70.000, số 4 70.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là một cái cần 2m4, cần súp 2m4 nhé. Đây khoan đầu bu mình coi như là hỏng hết đấy, coi như hỏng nha mọi người. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng. Đấy khoan đầu bu thì đây thì còn nguyên đây, nhưng mà nó hơi bị hoang dỉ, mình coi như là hỏng hết đi cho mọi người, và dễ mua về có thích thay thì thay nhé. Này bát vặn móc kim loại này,
Cái này dài 2m4, thu vào là 86cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160g. 160g nha mọi người. Cây này cây số số 5. Số 5 60.000. Số 6. Số 6 tiếp tục một cây cần 2m7, bát vặn kim loại này, súp nha mọi người, cần súp nhé. Khoan đây, khoan thì còn đây, nhưng mà mình coi như là khoan hư hết nhé. Về mọi người thay hay sử dụng thì tùy mọi người, mình tính thôi cần với bát thôi. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé, bốn lóng tất cả. Này, cái cần này dài 2m7, thu vào là 86cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140g. Đây là cái số 6. Số 6 70.000. Số 7 tiếp tục một cây cần súp 2m4. Đấy, súp 2m4, khoan kim loại. Mình coi như hư hết dàn khoan với bu đầu bu luôn nha mọi người. Mình chỉ tính thôi cần với bát thôi. Đó. Một lóng, hai lóng, ba lóng này. Đây, cái cần này bát nhựa vặn nhé. Cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 7. Số 7, cây này 60.000. Số 7, 60.000. Số 8, tiếp tục một cây cần 2m4. Đây, cái cần này thì China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập. Cái cần này đây, đầu bu nó có bị bung này. Mình coi như khoan đầu bu hư hết nha mọi người. Cần súp. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy, bát vặn móc kim loại này. Đấy, cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân gần, về mọi người thay thế nhé. Cái này đơn giản, về mọi người một là lấy cái xu mọi người khoác, mọi người để vào đây. Hai á, là mọi người lấy cái nắp chai á. Có nắp chai vừa cỡ mọi người vặn vào đây là được. Cây này cây số số 8. Số 8 50.000. Số 8 50.000 nha mọi người. Đây, số 9 lại tiếp tục một cái cần kinh tên. Đây, 2m7. Khoan, đầu bu mình coi như hư hết nhé. Đấy, đọt rồi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cần này bát nhựa vặn nhé. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m02, đọc là 2,5 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 9. Số 9. Cây này 70.000. Số 9 70.000 nha mọi người. Số 10 là một cái cần Ryobi nhé. Cần Ryobi, sub Ryobi. Bát Fuji FX6 này. Đấy. Đầu bu khoan mình coi như hư hết nhé. Đầu bu khoan mình coi như hư hết. Cái cần này thì mình theo như mình thấy thì đọt nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân rồi. Nó còn khoảng cỡ 2m9 thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé.
Đây, cần này dài 2m9, thu vào là 1m07, đột là 2,2 ly, cân nặng là 160 gram. Đây là cái số 10. Số 10 70.000. Số 10 70.000. Số 11. Số 11 là cái cần này. Cần này đây. Cần này nó chỉ có 2 lóng thôi mọi người. 2 lóng thôi. Đấy. Cầm rất là cứng cáp nha. Khoan, đầu bu mình coi như hư nha mọi người. Nhưng mà đầu bu thực ra thì vẫn còn đây, đầu bu Fuji đây, nhưng mà khoan đồ này mình coi như hư hết nha. Đây, bát Fuji luôn này. Cần này dài 1m9, thu vào là 1m04, đột là 2,8 ly. Cân nặng là 200 g. Đây này cái số 11. 11 50.000. 11 50.000 nha mọi người. Số 12. 12 là cái cần này. Đấy, cái cần số 11 này. Đây, cái này là giống kiểu ISO khoan lớn mà người ta chế lại. Nói chung là dàn khoan này mọi người mình coi như là bỏ đi nha mọi người. Đây, Fuji này. Khoan Fuji đồ xịn đồ không đấy chứ. Dàn khoan này mình coi như là hư nha mọi người. Đấy, về cho mọi người tự xử. Này. Đầu bu cũng Fuji nhá. Đấy, đọt thì hơi xước sơn một tí thôi chứ không như gì. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Đấy. Bát Fuji FX6 này. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m, đột là 2,5 ly, cân nặng là 160 g. 160 g. Đây này cái số 12. 12 60.000. Số 13 là một cây cần súp 2m7. Đây. Dàn khoan. Còn đây nhưng mà mình coi như hỏng hết nha mọi người, coi như hỏng hết. Đấy. Bát vặn kim loại này, bát vặn móc kim loại. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này dài 2m7, thu vào là 75 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng là 160 g nhé. Cân nặng 160 g. Cây này cây số 13. 13 50.000. Số 14 là một cây cần súp 3m6. Cần này thì khoan hư hết nhá. Đầu bu Fuji còn nè, đầu bu Fuji còn nhá. Ok, về mọi người thay dàn khoan đi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Ba mét sáu. Bát Fuji FX7. Đây. Cần này đo thấy còn 3m55. Thu vào là 1m02, đột là 2,6 ly, cân nặng là 300 g, 300 g. Cây này cây số 14. 14 90.000. 14 90.000 nha mọi người.
số 15. 15 là một cây cần 3 khúc. Đây, cũng chất liệu phíp nha. 3 khúc chất liệu phíp. Đây. Đọt của nó. Ok. Cây cần này á thì nó có 4 cái khoang mà nó mất một khoang đây rồi, còn 3 khoang nha mọi người. Đây, một khoang nè, hai khoang kia, ba khoang nè. Đấy, đầu bu vẫn còn nhé, đầu bu vẫn còn. Đấy, đầu bu vẫn còn nhưng mà giờ hơi bị sổ về người cột lại. Đấy. Ok. Bát vặn kim loại này. Chỗ này là cái nhựa chỗ này nó bị sổ nha mọi người. Sổ thì người ta quấn băng keo giữ cái nhựa lại chứ nó không bị gì chỗ này cả. Cần này dài 2m4, thu vào là 84cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 280g. 280g. Đây này, cái số 15. 15. 50.000. 15 50.000. Mười sáu là một cái cần hai khúc. Cái cần hai khúc, khoang thì hư mà ba cái khoang thì hư một cái khoang cái rồi, còn hai cái khoang với một đầu bu đây, nhưng mà mình coi như hư hết. Về mọi người sửa cái gì thay khoang gì đó tùy mọi người nhé. Đấy, cần hai khúc, bát vặn kim loại này. Đấy, cần này dài 1m6, thu vào 83cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 180g. Đây này, cái số 16 nha mọi người. 16 50.000. Đây. Số 17 là một 17 là một cái cần câu tôm. Đấy, đấy, đấy. Ủa, cái này người ta cột cái đầu bu 6 á. Cột cái đầu bu 6 á, về người cột lại cái đầu bu nhé. Đấy, người ta cột cái đầu bu rất là 6, về người cột lại cái đầu bu. Đấy, đấy. Câu tôm nha mọi người. Đấy. Ok. Rất là ngắn gọn thôi. Các cái khoang kia thì còn nhé. Chỉ có đầu bu người ta cột hơi 6, về người cột lại. Cái cần này thì mình đo thấy là nó được 1m17 này. Đáng ra là nó 1m2 nhưng mà chắc nó bị gãy đọt khoảng 3 phân. Đấy. Nó 1m12 này. Đọt là 1m17 chứ. Đọt là 0,9 ly. Nó thu vào là 63cm nhé. Cân nặng là 60g. Rất là nhẹ thôi. Bass Fuji FX5 này. Đây này, cây số 17. 17 70.000. 17 70.000. Ok. Mình lấy cái sợi su cột. Mười tám là một cây cần hai khúc. Cây cần hai khúc Olympic, hai đoạn Olympic nha mọi người. Đọt khá là mảnh nhé. Đây. Cái cần này thì khoang đầu bu đồ còn ok. Khoang đầu bu đồ còn ok hết nha mọi người. Đấy, khoang đầu bu còn ok. Có điều là cái đế dưới này, cái gỗ chỗ này nó mục một tí rồi, mục một đoạn nên nó bể chỗ này. Đây, thấy chưa? Đây, cái cần này dài 2m1 này, thu vào là 1m06. Đọt là 1,1 ly, cân nặng 140g. Khoang đầu bu còn ok nha mọi người. Đấy, nhưng mà mình coi như là nó hỏng hết đi. Đấy, chỉ tính cho mọi người là phôi cần với lại bát, về mọi người dễ xử. Đây này, cây số 18 đi. Số 18. Số 18 70.000. Số 18 70.000 nha mọi người. Mười chín là một cái cần ISO Olympic. Cần này thì về mọi người thích làm cần tay hay là cần tay trợ máy gì tùy nhé. Bass FK FX6 này. Đấy, khoang mình coi như hư hết nha mọi người. Khoang mình coi như hư hết nhé. Ồ,
cái đọt nó bị gãy rồi, đọt nó bị gãy mất rồi nha mọi người. Mình tính coi như cái phần đọt nó bị mất luôn đi, một lóng. Hai lóng, ba lóng, đúng ra nó có bốn lóng. Đúng ra nó có bốn lóng mọi người, bốn lóng mà cái đọt nó bị gãy cũng đoạn khá là dài rồi, thôi mình không tính đọt luôn. Đây, dài hiện tại là 2,5 m, thu vào là 81 cm. Đọt là 2,9 ly, cân nặng 120 g. Cây này cây số 19. 19, 30 nghìn. 19, 30 nghìn. hai mươi một cây cần Shimano Bass Fuji FX6, cần ISO nha mọi người, ISO. Cái cần này thì đây, đọt của nó đọt tháp nha mọi người, đọt tháp đây, tháp nối đây, một lóng, hai lóng thôi, nó có y hai lóng vậy thôi mọi người, lóng dài nhé. Cái cần này dài 2,1 m, thu vào là 1,12 m, đọt là 1,8 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 19, số 20. 20 nha mọi người. 20, 40 nghìn. 20, 40 nghìn. Tiếp tục là một cây cần ISO Bass FK FX5. Đấy. Đây, đọt rồi nó còn đây, nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Khoan đồ này thì mình xem như hết cho nha mọi người, về mọi người tự thay. Đấy. Đọt này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Đây, cái cần này hiện tại là dài 2,9 m, thu vào là 82 cm, đọt 0,9 ly, cân nặng là 120 g. Cây này số 21. 21, 40 nghìn. Số 22 là một cây cần mini. Đấy, cây cần mini nhá. Đấy, khoan đồ mình thấy còn ok này. Đấy, nhưng mà mình coi như hỏng hết luôn đi cho mọi người xử nha. Bát vặn móc kim loại nè, cần này dài 1,8 m, dài 1,8 m nha mọi người. Đấy, một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng này, năm lóng này. Đấy, năm lóng tất cả nha. Đấy, nó dài 1,8 m, thu vào chỉ có 46 cm thôi, đọt là 1,9 ly, cân nặng 120 g. Cái này số 22. 22, 50 nghìn. 22, 50 nghìn nha mọi người. Số 23. Đây. 23 là một cây cần 2 khúc. Cần 2 khúc, cây cần này 1,8 m này. 1,8 m nhưng mà nó bị gãy, gãy một đoạn nha mọi người. Đây. Nó đây, bị gãy một đoạn. Về mọi người thay cái đầu bu này xuống đây nhé, xuống dưới này. Còn hạ cái khoang này xuống dưới xíu nhé. Đây, xuống dưới đây là được nhé. Đấy, mình còn để nguyên cho mọi người về mọi người thử. Đây, ok. Đọt khá là cứng nha mọi người. Đây này 1,8 m mà nó gãy khoảng cỡ 15-20 phân gì đó. Thì thuộc lại nha mọi người. Thu vào là 93 cm. Đọt là 2,4 ly, 2,4 ly là đoạn này nè, cái kia xuống gãy xuống thì nó to hơn. Cân nặng là 140 g. Cây này cây số 23. Đúng rồi. 23. Cây này 50 nghìn. 23, 50 nghìn nha mọi người.
24 là một cây cần 36 China xuất Nhật Bass Fuji FX6 nhé. Đây, cây cần này thì ISO nhưng mà khoan của nó thì chỉ còn có hai cái thôi. Đây, đọt của nó đây. Khoan còn có hai cái nhé. Khoan Fuji đồng hoàng nha mọi người, khoan Fuji đồng hoàng đấy, hai cái khoan. Đấy, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đấy. Bây giờ là tính phôi cần với lại bát cho mọi người thôi. Cần này hiện tại là dài 3m57 hoặc 36 mỗi gã, nó tụt khoảng cỡ 3 phân, thành ra nó tụt hết cái khoang đây thôi chứ nó cũng không lỗ gì nhiều nha mọi người. Đấy, 3m57 này, thu vào 1m, đọc là 1,9 ly, cân nặng là 200g. 200g. Cái này cái số 24. Đúng rồi. 24. Cái này 60.000. 24 60.000. Hai mươi lăm là một cây cần tay máy phụ, cần tay trợ máy FK, bát FK FX6 này. Đây, đọt của nó. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đấy, những cái cần này khoan thì nó còn nhưng mà mình không quan tâm, mình dự bán cho mọi người tính là phôi cần với lại bát thôi nha mọi người. Đấy, cái cần này hiện tại là dài 2m8, thu vào là 1m08, đọt 0,8 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 25. 25. 70.000. Số 26. 26 là một cây cần tay khá là to. Đây mình đọc cái thông số cho mọi người trước. Cây cần tay này hiện tại là dài 7m8 này, thu vào là 1m36 này. Đấy, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 810g. 810g cho mọi người, không phải nhỏ đâu. 810g là tính luôn cái nắp nè. Mà tháo cái nắp ra chắc còn gần 700 mấy. Đây, đọt của nó đây. Sao nó mắc mắc vậy không biết. Nó mắc mắc, không biết có bị gãy chêm gì dưới đó không. Đây, cái đọt của trên này mình cũng thấy bị gãy rồi nè. Bị gãy chỗ đoạn đọt chỗ này rồi nhé. Đấy, mình coi như là hư cái đọt này đi, coi như hư cái đọt, mình chỉ tính từ lóng dưới thôi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Ồ, lóng thứ ba này nó cũng bị nứt chỗ này. Này, đọt này tính lóng nha mọi người. 4, 5, 6, 7, 8 nha mọi người, 8 nhé. 8 lóng tất cả. Ok, 8 lóng. Rồi, thông số thì mình đã đọc rồi. Thì cây này cây số 26 nhé. 26. Rồi, 26. Cây này 80.000. 80.000. Đấy, về người tự chế, tự xử lại nha. Rồi, hôm nay thì mình có 26 cây cần như thế thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi cái video này của mình. Thì mọi người mua hàng á, thì bên mình hình thức chốt hàng là mọi người bắt buộc phải điện thoại tới số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình không chốt hàng qua bất kỳ từng hình thức nào ngoài điện thoại tới số điện thoại bán hàng nha mọi người. Và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình lấy ship code. Đấy. Và mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng kiểm tra cẩn thận giúp mình xem nó có bị sai sót gì so với trên video không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Nếu có gì thì mọi người báo cho bên mình ngay để giải quyết trước khi nhận hàng. Còn mọi người không kiểm tra hàng mà cứ nhận hàng xong rồi mới báo cho mình bị này bị kia là mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.